đã đến lúc nói câu dã từ. Ông Nguyễn Phú Trọng bị xuất huyết não trong chuyến đến làm việc ở tỉnh Kiên Giang, nguyên nhân do bệnh già và di chuyển làm việc nhiều. Hiện ông đang được chữa trị tại bệnh viện 108, nói chung thì chưa có nguy hiểm gì. Căn bệnh về tim mạch, huyết áp liệu có tái phát khi tiếp tục cường độ làm việc căng thẳng với một người già đã 75 tuổi một mình hai chức vụ quan trọng nhất đất nước. Bộ Chính trị khóa 12 đã có hai trường hợp phải ra từ chính trường đột ngột, đó là ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Đại Quang. Cả hai đều mắc những căn bệnh kỳ lạ. Ông Huynh đột nhiên trở nên ngớ ngẩn, đôi lúc mất trí nhớ. Ông nhanh chóng bị ông Nguyễn Phú Trọng cho nghỉ dưỡng nhưng không phế chuất chức Ủy viên Bộ Chính trị. Còn ông Trần Đại Quang đang khỏe mạnh Bỗng nhiên mắc một căn bệnh kỳ lạ, người nói ông bị ung thư phổi, người nói ung thư tủy, nhưng cuối cùng thì bác sĩ ở ban sức khỏe trung ương nói ông mắc căn bệnh lạ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành quy định 89 và 90 về tiêu chí chọn 4 chức danh là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Đặc biệt là quy định 90 rõ ràng hơn về tiêu chí lựa chọn theo điều 1 năm, sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của Đảng, đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Quy định cũng nêu rõ phẩm chất và trách nhiệm của Tổng Bí Thư, trong đó có đoạn trách nhiệm được nhấn mạnh bằng chữ đặc biệt có năng lực chỉ đạo, chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm và quy định lựa chọn chủ tịch nước. Chủ tịch nước được quy định là người có năng lực nổi trội toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh, quốc phòng, hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp, là trung tâm đoàn kết các lực lượng xã hội và các cộng đồng dân tộc trong và ngoài nước quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, vân vân. Căn cứ những tiêu chuẩn do chính ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra thì bây giờ người ta có thể đặt câu hỏi, liệu ông trong vai tổng bí thư đã tìm ra người kế nhiệm chưa? Khi sức khỏe của ông không thể đảm bảo như vậy. Trên vai trò chủ tịch nước, ông có hiểu biết gì về tư pháp và lĩnh vực đối ngoại? Ông Trọng năm nay đã 75 tuổi. 2 năm nữa đến đại hội 13 khi ông sang 77 tuổi. Trong khi đó, ông Phạm Minh Chính đưa ra 3 độ tuổi quy định vào trung ương tại thời điểm năm 2018 là dưới 55, dưới 50 và dưới 45. Vậy nếu ông trọng tiếp tục làm thêm nhiệm kỳ nữa, ông cách biệt với đa phần ủy viên trung ương Đảng đến một thế hệ. Ông thực sự là cha già trong Đảng chỉ bằng chính những quy định mà bản thân ông Nguyễn Phú Trọng đặt ra về tiêu chí nhân sự, ông hoàn toàn phải rời khỏi chức vụ khi hết nhiệm kỳ này. Đến trung ương 10, ông phải giới thiệu người kế nhiệm. Với ông Trọng thì ông đặt quy trình của mình cho người khác chấp hành, còn bản thân ông thì ông đặt cho mình ngoại lệ. Ông gọi đó là trường hợp đặc biệt. Nếu là trường hợp đặc biệt như vậy, ông Trọng muốn làm thêm bao nhiêu nhiệm kỳ nữa cũng chẳng có vấn đề. Cái này phù hợp với các nước có hệ thống chính trị tương đồng với Việt Nam như Cuba, Triều Tiên, Trung Quốc, Nga. Các lãnh tụ ở các nước này đều nắm quyền vô thời hạn. Ở Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã tính sửa luật để ông giữ chức chủ tịch nước không bị giới hạn thời gian. Còn ở Nga thì ông Putin sau màn cháo đi đổi lại chức thủ tướng và tổng thống. Cuối cùng thì ông Putin sửa luật để ông ngồi vĩnh viễn đỡ mất công chuyển đi chuyển lại. Nhưng ông trọng thì già hơn các ông kia và sức khỏe yếu hơn, đặc biệt là căn bệnh xuất huyết não sẽ là dấu hiệu ông có thể đột ngột tử vong bất cứ lúc nào, không thể lường trước được. Liệu trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam có thể sợ hãi ông trọng đến mức phó thác số mệnh Đảng vào tính mạng của một ông già sức khỏe như thế không? Họ có dám bàn đến phương án tìm nhân sự thay thế? Trường hợp bất đắc dĩ như ông Quang, để rồi ông trọng phải than vì hoàn cảnh mà một người phải làm hai việc hay không? Chỉ một trường hợp chủ tịch nước Trần Đại Quang đột ngột tử vong mà trung ương không kiếm nổi người thay thế, buộc phải để mình ông trọng tự chọn gánh cả hai việc quan trọng là chủ tịch nước và tổng bí thư. Nếu giờ ông trọng đột tử thì kiếm ai thay? Ai là người đứng ra đề cử người thay? nếu có người thay được ông Trọng hiện nay, thì hẳn người đó đã làm luôn chủ tịch nước, không phải để ông Trọng than là hoàn cảnh bất đắc dĩ, phải gánh thêm chức chủ tịch nước, trừ khi ông Trọng quá tham vọng quyền lực, điều mà ông vẫn nói về người khác. Cái lúc kiếm ai thay mới là lúc loạn đảng tranh giành, chém giết nhau. Thế nên, nếu sau cơn xuất huyết não này, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam không đặt vấn đề với ông Trọng, về người kế nhiệm, ông trọng tiếp tục làm hết nhiệm kỳ và làm thêm nhiệm kỳ nữa, đó mới là điều rất thú vị, bởi ông có thể đột tử bất ngờ, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rơi vào hỗn loạn tranh giành nhau quyền lực, kiểm soát thể chế. Thường khi đó, phe không thân ông trọng sẽ chiến thắng phe thân ông, như trường hợp Mao Trạch Đông và Stalin. Số phận của bọn bè lũ bốn tên bên Trung Quốc và chùm mật vụ thân tín của Stalin là Beria đã minh chứng rõ rệt nhất cho những tay chân của ông trọng hiện nay nếu ông đột tử éo le là ai là người dám nói ông trọng nên tìm người kế nhiệm trong khi ông trọng vẫn muốn làm kẻ nói ra điều mà ông trọng cho là phạm thượng ấy liệu có yên thân với ông nhìn cách mà báo chí muốn bưng bít tin ông bị bệnh cho thấy ông vẫn muốn làm cho đến khi ông chết mới thôi. Nếu ông trọng không muốn dã tử như vậy, ông còn muốn tiếp tục làm đến khi chết và không muốn giới thiệu người kế nhiệm. Tôi thực sự khâm phục ông từ tận đáy lòng, bởi nếu thế, ông chả lo gì cho sự bền vững của cái Đảng Cộng sản này khi ông chết đi. Có khi trong sâu thẳm, ông tham giữ chức như thế, có thể ông đã sắp đặt trong đầu để ông đi vào lịch sử trong tiếng khen ngàn đời của nhân dân đó là khi ông chết cái đảng cộng sản này cũng chết theo ông đấy là điều vĩ đại nhất mà ông làm trong đời giá mà tôi đoán đúng như vậy bài viết của facebooker bùi thanh hiếu